Shop hàng Nhật Điện xin chào các bác. Hôm nay em lên sóng một chiếc máy lọc không khí rất là đẹp trong cái lô hàng em vừa về mấy hôm trước nhé. Đây là một con Panasonic VXF65. Con này là bị chắc bên Nhật họ dán cái này và trang trí nghịch rồi. VXF65 nhé. Một con máy xuất sắc luôn, trắng tinh như mới các bạn. Những con này mà các bác mà có nhu cầu mà chưa mua được thì hơi bị phí luôn ạ. Đẹp xuất sắc, chúng không có điểm gì để chê cả, mọi thứ đều hoàn hảo mọi góc cạnh, mọi chi tiết. VXF65 công suất 59W điện 100V này, sản xuất năm 2011. Máy thì vẫn đầy đủ tính năng như các con khác thôi. Khóa trẻ em này, công nghệ Econavi, điều chỉnh cửa dâng cửa vẫy, điều chỉnh tốc độ lọc, điều chỉnh chế độ lọc, đèn báo không có nước trong bình, đèn Econavi, đèn báo bụi, báo độ ẩm. Con máy xuất sắc. Con này thì em vẫn đang để màng zin còn rất là đẹp, vẫn đủ tiêu chuẩn để các bác dùng. Đấy, trên vẫn để nguyên màng zin nhé. Còn khi các bác nào mua mà không thích màng này thì yêu cầu em sẽ thay màng mới. Đấy là tùy chọn cho các bác, thì màng này em lắp cho máy khác. Đấy. Màng zin nó vẫn còn trắng như này là bọn em vẫn để nguyên nhé, vì màng zin nó dùng cũng rất là hay đấy. Bên trong này là màng than hoạt tính này. Than hoạt tính của bọn Pana này khử mùi hiệu quả nhất trong tất cả các dòng luôn. Đang khẳng định như vậy vì màng than hoạt tính rất là to. Cái màng mới các bác nào có nhu cầu mua riêng em bán là 400 nhé, có bán rất là nhiều. Lắp cái mặt này vào. Chung là mùa hè rồi, các bác dùng phòng điều hòa nhiều thì nên có một chiếc máy lọc không khí. Khi dùng điều hòa nó khô, để phòng rất nhiều bụi mịn và phòng khô thì rất khó chịu. Các bác mua máy lọc không khí về dùng bù ẩm cho phòng rất hiệu quả. Đây, các bạn là bình nước trắng tinh. Trong cái lô này toàn máy đẹp. Chỉ chờ mỗi các bác là có nhu cầu các bác mua thôi, chứ còn không có gì để chê cả. Đây màng tổ ong các bác này. Và tất cả những con em lên sóng từ trước đó em đều bán hết rồi nhá. Có những bác mua đến 3 chiếc liền. Máy đẹp quá, các bác nhìn là thích luôn. Con này không có gì để chê. Điện áp thì em đã đấu đổ nguồn 220V rồi. Em vẫn bán giá 3 triệu nhá, chưa có phí vận chuyển. Các bác nào lấy các bác liên hệ. Các bạn sang mua đặt cọc trước 500.000 nhé, nhận hàng kiểm tra thanh toán nốt. Chào các bác.